xử hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ xung đột quyền lợi, nhiều luật sư xin không bào chữa. Do xung đột quyền lợi trái với quy tắc đạo đức nghề nghiệp nên một số luật sư không tiếp tục bào chữa, trong đó có luật sư của bà Hoàng Thị Thúy Nga. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là bà Bùi Thị Lệ Phi, ông Cao Minh Chu, bà Hoàng Thị Thúy Nga và 17 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 222 Bộ luật Hình sự. Cả 20 bị cáo đều có mặt tại phiên tòa hôm nay. Nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên chủ tọa quyết định tiếp tục phiên tòa. Riêng ông Võ Thành Tống, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có văn bản ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho biết cần trực tiếp làm rõ hành vi của ông Thống liên quan đến vụ án. Trong trường hợp này, ông Thống không được ủy quyền mà phải trực tiếp có mặt tại phiên tòa. Chủ tọa cho biết thêm đã triệu tập ông Thống 2 lần và sẽ tiếp tục triệu tập lần 3. Do xung đột quyền lợi trái với quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư nên đã có một số luật sư xin rút không tiếp tục bào chữa cho một số bị cáo, trong đó có luật sư của bà Nga. Bà Nga cho biết chưa nhận được cáo trạng dù đã nhờ gia đình và luật sư hỏi trại giam, tuy nhiên bà vẫn đồng ý tiếp tục phiên xử. Phiên tòa đã kết thúc phần thủ tục và đang chuyển sang phần xét hỏi. Sai phạm tại Sở Y tế Cần Thơ, chiêu trò tung hứng với bốn gói thầu bằng việc lợi dụng mối quan hệ điều quân xanh nâng giá thiết bị và hạ quả, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã tung hứng với các gói thầu tại Sở Y tế Cần Thơ. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử 20 bị cáo trong vụ sai phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Trong vụ án này, Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu, hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ giai đoạn từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 1 năm 2020 được xác định có vai trò chủ mưu. Một người có vai trò tương tự nữa là bà Hoàng Thị Thúy Nga. Hoàng Thị Thúy Nga là phó giám đốc công ty AIC, cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC, vừa bị tuyên án 30 năm tù trong vụ án liên quan đến nhiều cựu quan chức tỉnh Đồng Nai. Sau đó người này tách ra và liên tục trúng các gói thầu về thiết bị y tế, giáo dục nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu, một gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện Tim và 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế cho bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, tổng giá trị lên đến gần 90 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2017, Nga tìm gặp ông Võ Thành Thống, lúc này là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, xin được tạo điều kiện cho công ty của bà Nga cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện Tim thành phố Cần Thơ. Nhờ ông Thống giới thiệu, Nga được bà Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu đồng ý tạo điều kiện để công ty Bình An trúng 4 gói thầu theo giá Nga đưa ra. Để thông thầu, Nga chỉ đạo cấp dưới tiếp cận thông tin yêu cầu với các gói thầu, cung cấp thông số kỹ thuật và báo giá lập khống cho công ty BTC ban hành chứng cứ thẩm định giá theo giá chỉ định, thống nhất điều chỉnh nội dung mời thầu với công ty Medicosup theo hướng có lợi cho công ty của Nga. Để nắm chắc được kết quả, Nga còn lập hồ sơ cho các công ty quân xanh tham gia đấu thầu. Biết trước sẽ trúng thầu, Nga chỉ đạo cấp dưới mua hàng hóa gói thầu để độc quyền về hàng hóa, khiến các đơn vị khác bị thiếu hụt hàng hóa, không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Cũng từ đó, Nga nâng giá hàng hóa. Cáo trạng cáo buộc Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu, tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu giá mà Nga đã đưa ra. Trong 4 gói thầu công ty của Nga đã trúng, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự có kết luận hệ thống trên 2 bình diện mua sắm cho bệnh viện Tim chỉ có giá 28,5 tỷ đồng, trong khi Nga bán cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ giá 38 tỷ đồng. Về thiệt hại của 3 gói thầu còn lại, cơ quan chức năng xác định hành vi can thiệp của Phi, Chu và đồng phạm tại Sở Y tế Cần Thơ đã gây thiệt hại hơn 24,26 tỷ đồng. Sau những lần thông thầu, Nga đã lại quả 3,2 tỷ đồng cho Phi và 200 triệu đồng cho Chu. Trong đó, với Phi, tháng 11 năm 2018, Nga đến Sở Y tế thành phố Cần Thơ gặp chúc Tết và đưa cho Phi 100 triệu đồng. Lần chúc Tết tiếp theo vào năm 2020, Nga tiếp tục đưa cho cấp dưới của Phi 100 triệu đồng. Giữa hai lần ấy, khi các công ty của Nga trúng thầu, tháng 12 năm 2019, Nga rút 10 cọc tiền trị giá 3 tỷ đồng mang đến nhà Phi để lại quả. Theo cáo trạng, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Hoàng Thị Thúy Nga không thừa nhận là chủ sở hữu của công ty Bình An, không thừa nhận thông đồng với các lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Với hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, họ phủ nhận lại những lại quả. Cáo trạng cũng thể hiện đến nay chỉ có bà Phi và một cấp dưới khai về việc bà Nga nhờ ông Võ Thành Thống, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tác động để Phi tạo điều kiện cho công ty của Nga trúng thầu. Trong khi đó, Nga và ông Thống đều phủ nhận, hồ sơ vụ án cũng chưa có căn cứ xác định ông Thống có hành vi can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu, không có căn cứ xác định ông Thống có động cơ vụ lợi. Khởi tố nhóm thanh niên Phú Thọ cứ thấy xe biển Vĩnh Phúc là chặn đánh. Công an Phú Thọ vừa khởi tố nhóm thanh niên điều khiển xe máy che biển số, mang theo gậy, chai thủy tinh đánh võng, rú ga, cứ phát hiện thanh niên nào đi biển số tỉnh Vĩnh Phúc là dồn đánh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trước đó sang huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc thì bị nhóm thanh niên tại đây đuổi đánh. Vì thế, Lê Tuấn Anh, 18 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ và Trần Văn Hùng, 19 tuổi, trú tại xã Trị Quận, huyện Phú Ninh đã bàn bạc thống nhất lập nhóm Facebook lấy tên với mục đích để tìm đuổi đánh nam nữ thanh niên đi xe máy biển số tỉnh Vĩnh Phúc sang chơi tại thành phố Việt Trì. Từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, nhóm thanh niên gồm 22 đối tượng do Trần Văn Hùng cầm đầu đã tập trung ở quán nước đầu cầu thành phố Việt Trì.
chờ thanh niên đi biển kiểm soát đầu số 88 để đuổi đánh. Những đối tượng này dùng vỏ chai bia để làm công cụ. Khi thấy thanh niên đi biển số xe Vĩnh Phúc thì dồn đuổi ném chai bia. Thậm chí nhiều nạn nhân bị chặn xe, đánh hội đồng, dùng gạch ném vào người. Nhóm đối tượng này còn điều khiển xe máy che biển kiểm soát, mang theo hung khí, phóng tốc độ nhanh, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, rú ga trên các tuyến đường thành phố Việt Trì. Cứ khi nào phát hiện thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 88 của tỉnh Vĩnh Phúc thì tổ chức dồn đuổi và chặn đánh. Trong 4 ngày, nhóm đối tượng đã chặn đánh, dồn đuổi và hành hung nhiều nạn nhân, trong đó có 4 nạn nhân bị nhóm đối tượng này đánh gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu. Từ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Phương Thảo, Hoàng Xuân Bách và Nguyễn Tuấn Anh cùng 18 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng, 19 tuổi, Nguyễn Mạnh Quỳnh, 20 tuổi, Nguyễn Văn Mạnh, 19 tuổi, Nguyễn Tiến Đạt, 19 tuổi, Tạ Hùng Anh, 17 tuổi, Lê Anh Tuấn, 18 tuổi, Phạm Trần Ban Mai, 17 tuổi, Hoàng Việt Bắc, 17 tuổi, Hoàng Phúc Hải Long, 17 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật hình sự.